chúng ta thành thật cầu nguyện cho ông Giuse mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho ông Giuse sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, được về quê trời, vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết không phải là chấm dứt tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Nhờ được lãnh bí tích thánh thần, ông Giuse đã khởi sự đời sống vĩnh cửu ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu xin cho ông Giuse được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Với Ngài, đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Ngài chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống mà tin vào ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho linh hồn ông Giuse của chúng ta đây. Lạy Chúa, cho đã khóc thương đã ra đô trên, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ông Giuse là người thân yêu đã lìa bỏ chúng con. Xin cho ông Giuse được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc tốt mà ông Giuse đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được nhiều người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà ông Giuse đã cho sai phạm vì yêu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của ông Giuse luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, cái chết của ông Giuse đang làm cho chúng ta đau buồn. Ta hãy đến với Cha nhân lành bằng tất cả lòng tin cậy và yêu mến. Lạy Cha chúng
Lạy Cha, Cha đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Đức Giêsu Kitô con Cha xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết vì chúng con. Giờ đây cậy vào lòng nhân từ và quyền năng Cha, chúng con này xin cho người anh em tín hữu chúng con là ông Giuse được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Xin thánh hóa và chúc phúc cho quan tài này để thân xác bụng trần của người anh em chúng con an nghỉ cho ngày sống lại cho tình thương của Cha. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
cùng các bậc quý gia đình chuyển thi hài của ông Lưu Xe ra nơi bàn thờ Thiên Chúa. Và xuống dưới để ông được nhìn lên bàn thờ Thiên Chúa. Gia đình với ông Du Xe, đây là một đặc ân vì từ nay ông Du Xe đã thoát khỏi cảnh sống trần gian để trở về hưởng cuộc sống vĩnh cửu trên nơi thiên quốc. Nhưng trong tình cảm yếu đuối của xác thịt, trong tình cảm gia đình, chúng ta không thể có bỏ qua được những nỗi đau thương trong sự mất mát này. Vậy xin kính mong gia đình chúng ta bình tĩnh lại một chút, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị hương để chúng ta cùng dâng hương trước bàn thờ Thiên Chúa và đặt thiệp hương, bái hương trước thi hài của ông Kinh Viếng. Xin ban phục vụ chúng ta chú ý trang trí cho quanh thi hài của ông Du Xe, và chúng ta chuẩn bị hương để mọi người trong gia đình chúng ta được dâng hương trước bàn thờ Thiên Chúa, vái hương trước thi hài của ông và kính viếng ông. Hôm nay người người vui như cười, giờ thì mai đây lễ nghi. Xin kính mời mọi người trong gia tăng chúng ta ném bớt u sầu, chúng ta cùng nhận hương để chúng ta cùng vái hương trước thi hài của ông để kính viếng ông. Xin mọi người chúng ta sẽ xếp thành hai hàng, sau đó chúng ta nên vái hương trước thi hài của ông. Trong khi vái hương, thầy phó tế Du Xe sẽ tiếp tục cử hành nghi thức. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự cứ. Amen. Bởi tin tuyên ngôi Chúa Trời là Cha phép tâm vô cùng dựng lên trời gần. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống ngục tổ đồng. Ngày thứ ba bởi trong cái chết mà sống lại, lên trời ngược lên nếu Đức Chúa Cha phép tâm vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cờ thánh thâm công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thấm nhận đời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội, nào ai đối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy.
vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ qua lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng chí hiển vinh sáng lang. Hầu Chúa chúng con trông khỏi mọi sự dư âm. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tình ra Thánh Đức Bà Maria, hầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta vừa tham dự và kết thúc nghi thức khâm niệm làm phép xác như phép quan tài cho ông Giuse, và sau đây xin kính mời một vị đại diện cho gia đình nên cảm ơn thầy phó tế Giuse cũng như cảm ơn cộng đoàn. Kính thưa thầy phó tế Giuse kính mến, kính thưa các quý vị hiện diện nơi đây. Ông Giuse của gia đình chúng con đột ngột ra đi về với Chúa. Đây là nỗi đau thương mất mát của gia đình rất to lớn biết. Chúng con cũng không biết nói gì hơn. Trước hết thầy Giuse về đây là nghi thức khâm niệm cho ông Giuse của gia đình chúng con. Thế thì mong con đại diện cho gia đình cũng xin chân thành cảm ơn thầy Giuse đã bước chút thời gian và ngọc đã trở về nơi đây là nghi thức khâm niệm. Con đại diện cho gia đình con xin cảm ơn thầy Giuse và chúc thầy Giuse rồi là sức khỏe được tràn đầy ơn Chúa để thầy chu toàn bổn phận của Thiên Chúa đã trao. Con xin chân thành cảm ơn. To lớn. Trước cảnh đau thương tan tóc của gia đình cũng là sự mất mát chung của giáo xứ.
vì ông Giuse. Với 10 năm tham gia trong chức vụ của ban giám chương đền thánh với các chức vụ như sau: từ năm 2001 đến 2005 thư ký hội đồng giáo xứ đền thánh quần phương, từ 2005 đến 2010 làm phó giám chương của giáo xứ đền thánh quần phương. Trong suốt hai nhiệm kỳ ông làm, 10 năm công hiến, ông đã hy sinh cho giáo xứ rất nhiều bằng năng lực, bằng tiền của và trí tuệ. Ông đã nhiệt tình trong tất cả công việc lớn của giáo xứ. Và giờ đây, trước thi hài của ông, chúng tôi những người trong ban giám chương đương nhiệm xin được về đây gửi lời chia buồn thăm hỏi với bà quả phụ và gia tang, cũng như kính viếng ông bằng những nén hương tỏ bề tấm lòng thành kính của chúng tôi với ông. Và chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, nguyện xin Thiên Chúa trả công bồi hầu cho ông cũng như gia đình. Và tất cả chúng tôi chỉ biết nói lời cảm tạ qua lễ viếng này. Sau đây là lễ viếng của ban giám chương đương nhiệm đền thánh quần phương. Chúng ta hợp ý dâng cầu nguyện. Thưa lời cầu nguyện trong du xe: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nên nợ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con không tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con tha chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tại sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đông lạnh trên cây thánh giá, trên bà tàng xa xuống một tổ tông ngày thứ ba bởi trong cây chết mà sống lại, lên trời ngựa bên nếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì đầy chúng con xin Cha rất nhẫn lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn đang nơi nơi miền tội, thì xin mở cửa tù đạc ấy cho ra và đem lên chỗ nơi.
nơi mọi sự vui tất ra nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bờ sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thâm nhẫn đời con kêu van, ấy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa Trời, đêm ngày hãy trông thấy người cho nên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn tu sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn tu sẽ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng rạng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trông cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn đứng nơi đồng trinh hiển linh sáng lang. Chúng con ra khỏi mọi sự từ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa bạn đặc trường Tân Cửu, ông Giuse của gia đình chúng tôi đột ngột ra đi về với Chúa. Hôm nay được bạn lắm trường Tân Cửu đã trở về nơi đây, trước hết thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn bạn lắm trường Tân Cửu đã dành tình cảm cho gia đình, đã đến đây thăm hỏi, chia buồn và kính viếng ông Giuse và thêm lời cầu nguyện cho ông. Tất nhiên ở trên đời này cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, thì cũng nhận được lời cầu nguyện của các ông đã dành cho ông Giuse. Chắc Chúa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho ông, sớm đưa ông về với ánh sáng tôn nhan Chúa. Giờ đây thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn, xin mời quý vị mời nước và chia buồn cùng gia đình, xin chân thành cảm ơn.